một quảng cáo cho đồ chơi Moose. Flash, Niki, đến đây. Đi nào. Ồ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có đồ chơi mới cho con. Wow. Wow. Là bộ đồ chơi OctoRay. Wow. Wow, tuyệt. Cảm ơn mẹ yêu. Không có chi con yêu. Wow. Đây thật sự là bộ đồ chơi OctoRay tuyệt vời. Tuyệt. Đây là Octonaut mới của tôi. Mời vào. Ủa? Ôi không. À. Tôi cần giúp. Cảnh báo Octonauts. Cuộc sống trong rừng đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, Octonauts. Chúng ta cần phải đi đến trụ sở của chúng ta. Nhanh. Niki, chúng ta phải cứu cái động vật trong rừng. Yeah. Sẵn sàng cất cánh. Không thể chậm trễ giây phút nào. Octonaut, hãy làm điều này. Chúng ta cần tìm tất cả các động vật. Được rồi, tôi sẽ bay lên và xem tất cả các động vật đang ở đâu. Đi nào. Đến khoang phóng. Núi lửa sẽ sớm phun trào. Chúng ta tốt hơn nên điều tra. Tôi thấy một con gấu trúc dưới gốc cây. Không thể chậm trễ giây phút nào. Tôi thấy một con hổ trong hang động. Dashi, sử dụng Tera Cup quên của bạn để cứu con nai. Được thôi. Chúng ta cần cứu họ. Con nai bị mắc kẹt trong rừng. Đợi đấy, còn lại một khúc gỗ nữa. Đừng lo lắng, bạn an toàn và khỏe mạnh. Yeah. Cố lên. Yoo-hoo. Tuyệt. Nhảy vào. Octonaut, đến các trạm của bạn. Chúng ta cần cứu con hổ. Ok. Octonaut, hãy bắt đầu công việc. Đừng lo lắng, bạn an toàn và khỏe mạnh. Rùng mình râu ria, những con hổ an toàn. Chúng ta cần di chuyển đến một nơi an toàn hơn. Đi nào. Octonaut, hãy làm điều này. Chào mừng các bạn, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Yeah. Chúng ta làm được rồi. Đập tay. À, một cơn bão. Giúp tôi. Chào. Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp. Octonauts, hãy làm điều này. Bạn an toàn rồi. Wow, là kho báu. Chúng ta cần phải cứu sinh vật biển. Vroom vroom vroom. Tại sao trời tối? Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bạn sẽ không bắt được tôi. Bạn sẽ không bắt được tôi. Tôi sẽ sử dụng lưới để bắt cá nhồng. Ồ, điều đó không công bằng. Nhiệm vụ được hoàn thành. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã cứu sinh vật biển. Đây là một quảng cáo cho đồ chơi Moose.